Xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu có bác mẫu xe đạp địa hình leo núi XDS Sirius, một dòng xe đạp được sử dụng bộ đè sau là Shimano Atus gạt phía trước là Asiza, cùng với bộ phanh là Magura, giảm sóc hơi của Epicon SR Santur, đùi chụp rỗng, toàn bộ khung là khung nhôm, bánh là 27,5 inch, thương hiệu XDS. Rất là quen thuộc với các bác chơi xe này, muốn cho ra đời những chiếc xe đạp mà cấu hình cao mà giá cực kỳ là rẻ. Thêm em về chiếc XDS series Sirius, khung nhôm, toàn bộ khung là nhôm, và đã do quá trình sử dụng và là xe bãi cũng như việc là nhập khẩu từ nước ngoài về nên là trên khung xuất hiện những cái vết xước, xước không thể tránh khỏi, và cái nước sơn của nó thì cũng không còn bóng bẩy như mới. Mà đổi lại thì chiếc xe này còn cái bộ chuyển động cũng cực kỳ là ngon. Mình xuống sử dụng để các bác thể dục hàng ngày thì nó rất là mượt mà. Bộ đề Atus. Bộ này Atus đời tương đối là mới. Gạt đĩa trên Asiza. Đùi trục rỗng. Bộ vành bánh 27,5 inch. Lốp của Peterwin, lốp Ý. Trên ghi đông thì chiếc xe được trang bị bộ ghi đông cong đổ đèo, và đây là sử dụng tay bấm Atus với 9 tầng nít dầu Magura. Này cũng phanh dầu và được sử dụng tay bấm Microsoft 3 Speed, thì cũng với cả 9 nít 3 đĩa, 27 tốc độ khác nhau. Giảm sóc hơi, xe sử dụng bộ giảm sóc hơi Epicon của SR Santur. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 57 cm. Xe phù hợp các bác đi được khoảng 1m63-64 đến 73-74, bây giờ phù hợp. Bộ chuyển động Atus với 9 nít và 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Chiếc xe đang có giá bán rất tốt, bên em chỉ có là 8.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.